Đường vành đai 4 Hà Nội địa phận tỉnh Bắc Giang thì thực hiện đến nay thì đã cơ bản hoàn thành xong tuyến chính và tuyến nhánh số 2. Thì thông xe tuyến chính và tuyến nhánh số 2 vào dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Dự kiến thì toàn bộ dự án sẽ hoàn thành phần phía Bắc Giang vào trong quý 3 2020. Dự án đường vành đai 4 địa phận tỉnh Bắc Giang thì có tổng chiều dài là 20 km tuyến chính và hơn 15 km tuyến nhánh 1, 2 và 3. Thì tổng là 35 cây số. Công trình cứng ở trên tuyến là có cầu Xuân Cẩm vượt sông cầu Bắc Giang qua Sóc Sơn. Cầu cứng thứ hai là cầu vượt đường sắt tại đầu tuyến. Công trình đường vành đai 4 tuyến kết nối giữa quốc lộ 1 đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang, điểm cuối là kết nối với quốc lộ 3 Hà Nội Thái Nguyên.